Cơ bản là anh em phải có một bộ này anh em nhé, một bộ Vambilab. Ô, đang làm lại có anh bọ ngựa đây. Anh ra. Ui, giật cả mình anh em ạ. Ui, mẹ con này bổ đau phết. Mừng quý chị và bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Kim Mô Tôn. Ở clip hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các anh em về những cái xe ga của chúng ta đi lâu năm thì nó có bị những cái hiện tượng như thế này, thì chúng ta sẽ cần phải làm gì và thay thế những gì. Thì ở đây là mình có một chiếc xe lít 110 đó, thì anh em thì thấy là người ta đi nó đang bị chảy dầu rồi đây, bê bết rồi đây. Và khi mình tháo cái phần lốc máy này ra, ở trong nó cũng bị xì dầu ra như thế này, thì chúng ta sẽ cần phải làm gì và thay thế những cái gì. Thì clip này thì mình sẽ hướng dẫn anh em có thể là tự làm ở nhà nhé. Thì ở cái những video trước thì mình đã chia sẻ với anh em cách làm những cái bộ lắp, những cái bộ côn của những cái xe tay ga nói chung này rồi. Thì clip này thì mình chỉ hướng dẫn anh em cái cách bắt bệnh và cái cách tháo lắp ra để thay thế những cái gì mà nó liên quan đến cái việc nó chảy dầu ở đây. Và ở đây thì anh em thể nhìn thấy là cái xe này, anh em thấy cái bánh nó lắc lư chưa? Thì hiện tại là cái xe này nguyên nhân nó chảy dầu chính là do cái bi trục của cái bánh sau này nó đang bị dơ như này đó, nó đang bị dơ như thế này thì dẫn đến là cái trục nó không thẳng tâm nữa mà nó cứ ngọ ngoạnh như thế này, thì nó sẽ bị doãn cái lỗ của cái phớt ra, thì cái dầu nó sẽ chảy ra theo cái đường lỗ ở trong này đó. Thì anh em thì nhìn thấy máy ơ bé bé dính dầu. Thì để tháo được cái phần này ra để chúng ta thay cái vòng bi này thì bắt buộc là chúng ta phải tháo phần côn này ra, vì ốc nó sẽ xuyên từ bên này sang, thì chúng ta sẽ phải tháo bô tất nhiên và phải tháo cả bánh rồi đó. Thì anh em mình nhìn thấy nào, nhìn cái bánh nó lắc lư này, nhìn điểm này là dễ nhất này đó. Thì bây giờ là chúng ta sẽ đi và tiến hành. Và sau khi là chúng ta đã tách hai cái phần lắp ra khỏi cái thân sau của cái máy, của cái chiếc xe của chúng ta cần làm, thì chúng ta sẽ lấy tay giữ vào cái đầu trục này, sau đó là chúng ta sẽ lôi cái phần nửa còn lại của cái phần lắp này ra, để cho cái trục này và cái bộ bánh răng ở trong nó vẫn còn được liền khớp với nhau. Đó, thì anh em nên làm như thế này cho mình để tránh trường hợp là những cái phần bánh răng ở trong này nó rơi ra khay. Thì nếu như bánh răng của chúng ta rơi ra khay thì nó cũng được thôi, nhưng mà khi anh em lắp vào thì có thể là nó sẽ bị xào do là những cái răng nó không khớp vào nhau. Và khi chúng ta làm như thế này thì những cái răng này hoàn toàn vẫn đang khớp vào với nhau. Và chúng ta sẽ lấy cho mình một cái bút xóa như ở đây mình có này, và anh em sẽ đánh dấu cho mình những cái điểm mà những cái răng này nó ăn khớp vào nhau. Ví dụ như ở đây và ở chỗ này thì chúng ta sẽ đánh dấu vào. Thì khi lắp thì những cái dấu này nó sẽ ăn khớp vào nhau thì chúng ta đi nó không bị xào anh em nhé. Còn nếu như chúng ta đánh rơi những cái phần bánh răng này xuống cái khay ấy, mà khi chúng ta lắp vào thì có thể là răng nó sẽ lệch nhau, nó dẫn đến là bị xào. Thì có nhiều anh em thắc mắc là khi thay bi xong cho khách hàng thì lắp vào là cái bộ lắp này, bánh răng này nó bị xào hơn lúc bình thường anh em nhé. Lúc bình thường thì nó chỉ có kêu do bi thôi chứ nó không bị xào do cái bộ lắp này. Còn sau khi là anh em thay bi xong rồi nó bị xào, đó là do anh em. Thì mình khuyên anh em là nên đánh dấu những cái điểm mà những cái điểm bánh răng đó vào, thì khi chúng ta lắp vào thì nó không bị xào anh em nhé. Và bây giờ là mình sẽ đánh dấu. Cái việc đánh dấu này thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Đó, thì mình đã đánh dấu rồi. Và cái cốt trục này cũng thế. Cái cốt trục này thì anh em sẽ phải đánh dấu cho mình cả cái cốt trục này. Bởi vì khi chúng ta rút ra thì cái cốt này nó sẽ chạy ra ngoài chứ nó không, nó nằm chung ở trên này đâu. Đó, bởi vì là hai cái mảnh này là nó sẽ rời nhau ra như thế này. Chúng ta sẽ phải đánh dấu vào thì khi chúng ta lắp vào thì nó sẽ ăn như này. Và chúng ta đánh dấu hai cái điểm này rồi thì khi lắp vào thì chắc chắn là cái răng trong này nó sẽ ăn đúng trùng khớp với lại cái
phần nhông ra cái phần bánh sau của chúng ta. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi và tiến hành xem là những cái vòng bi nào nó đang có vấn đề, chúng ta cần phải thay thế như thế nào. Và sau khi là chúng ta đã tháo cái phần lắp này ra thì chúng ta sẽ phải kiểm tra luôn những cái vòng bi này. Đó, anh em để nghe thấy cột cột. Cái vòng này vẫn đang êm, nhưng mà cái độ dơ của nó khá là nhiều. Cái vòng này cần thiết phải thay, bởi vì là lý do là cái trục này nó đang bị hỏng bi, nó bị ngoáy. Nó ngoáy như thế này thì dẫn đến là cái việc là cái phớt chúng ta nó không be được dầu, thì dẫn đến là dầu nó chảy bé bét ra ngoài. Đó thì anh em để nhìn thấy ở đây, dầu nó chảy bé bét ra ngoài. Và tất nhiên là cái vòng trong này là cần phải thay rồi nhá. Cái tí nữa là mình sẽ vệ sinh sạch sẽ đi, thì là mình sẽ chia sẻ với anh em về những cái phần bi ở đây. Các cái thông số bi thì có rất nhiều anh em hỏi, và có rất nhiều anh em muốn tự thay. Thì trước khi thay thì muốn là tự đi mua những cái vòng bi này về để thay, nhưng anh em đã không nắm được cái thông số bi này nó sẽ như thế nào. Và để mình vệ sinh đã, sau đó là mình sẽ chia sẻ với anh em về các cái thông số, các cái số bi ở đây xem nó sẽ như thế nào nhé. Và sau khi mình vệ sinh xong thì trên cái bộ lát của cái xe này là bị vào nước anh em nhé. Thì khi mình xả dầu thì anh em thấy là cái dầu nó chuyển sang cái màu khác đó. Thì tất cả những vòng bi ở đây nó đều bị xào, bị hỏng hết rồi. Thì mình có tư vấn chủ xe là thay, thì chủ xe sẽ thay toàn bộ bi thì mình sẽ để đây. Ở đây là mình còn đang thiếu một vòng 201. Rồi không sao. Và bây giờ là mình sẽ chỉ cho anh em thấy là các cái ổ bi nó có xe có những cái kích cỡ như nào. Ở đây nó sẽ là cái trục sơ cấp, sẽ là từ bên côn chạy qua, nó sẽ là vòng 6204 anh em nhé. Và đối diện với nó sẽ là vòng 6301, nó sẽ ở bên này. Là cái trục nó sẽ chạy ngang như thế này này. Đó. Và cái vòng trung gian ở giữa đây nó sẽ là vòng 201, và đối diện với nó cũng là vòng 201 luôn. Và cái vòng thứ cấp ở đây nó sẽ là bi 6202. Và cái vòng mà rẽ ra trục để bắt cái bánh xe của chúng ta vào nó sẽ là vòng 6004. Đó thì đối với cái xe này thì anh em thì nhìn thấy là cái bi ở trong này nước nó vào dỉ ngoét rồi. Đó thì cái xe này là mình sẽ phải thay toàn bộ bi lát của cái xe này, và sẽ thay cái phớt này. Phớt thì anh em có thể lựa chọn cho mình những cái phớt xịn theo xe. Ví dụ như ở đây thì mình có những cái phớt của Honda này. Tất nhiên rồi, phớt thì chúng ta sẽ phải lắp phớt của Honda. Đó, cái xe này nó bị ra dầu cả phớt trục cơ nữa, thì mình sẽ phải lắp cả cái phớt trục cơ đằng trước. Rồi thì những cái bi này thì lần trước thì mình đã chia sẻ với anh em lựa chọn những cái dòng bi như thế nào cho nó phù hợp rồi. Thì mỗi anh em có một cái sở thích khác nhau, thì anh em thích thay loại bi nào thì anh em sẽ phang loại bi đó. Thì ở đây chủ yếu là mình sẽ thay bi của TBI anh em nhé. Đó, thay bi của TBI, nó có xuất xứ từ Đài Loan. Đây là vòng 6201. Đó, bi TBI. Thì clip sau thì mình sẽ có cái clip chia sẻ với anh em cái cách lựa chọn những cái vòng bi như thế nào là xịn chính hãng. Thì kể cả là bi TBI này nó cũng có rất nhiều những cái loại nhái anh em nhé. Thì cách phân biệt nó như thế nào dựa trên những cái bao bì ở trên các cái sản phẩm ở đây. Rồi thì đây là mình sẽ thay toàn bộ cái bộ bi lát của cho cái xe này. Thì cách thức thay như thế nào thì clip trước thì mình đã chia sẻ với anh em rồi. Và bây giờ là mình sẽ đi và tiến hành.
Và vừa rồi thì mình đã tháo hết toàn bộ những cái vòng bi ở trên cái chiếc xe này ra rồi. Đó thì anh em thì thấy là cách tháo nó cực kỳ là đơn giản, nó chỉ có thế thôi. Đó, và cơ bản là anh em phải có một bộ này anh em nhé, một bộ van bi lắp. Ô, đang làm lại có anh bọ ngựa đây. Anh ra. Ui, giật cả mình anh em ạ. Ui, mẹ con này bổ đau phết. Đó thì anh em phải có một bộ như này nhá. Cái bộ này là của mình, nó là hàng của Mỹ. Đó, à, cực kỳ là ngon. Anh em thì thấy là mình rút, mình dùng cái bộ này năm nay là năm thứ 7 rồi, mà những cái đầu này vẫn còn đẹp này. Đó, sắc cạnh đẹp như này, chưa bị tòe đâu. Đó, thì anh em phải có một cái bộ như này thì anh em có thể tự làm ở nhà, hoặc là những anh em thợ mới làm nên sắm một bộ như kia. Bộ kia thì bên mình có phân phối luôn, anh em là có nhu cầu để liên hệ trực tiếp vào số điện thoại mình để góc màn hình nhé. Đó, thì bi thì anh em có thể mua ở đâu cũng được, nhưng cái bộ van kia thì không phải chỗ nào cũng có những cái bộ ngon đâu. Rồi, thì bây giờ là mình sẽ tiến hành mình đóng bi vào. Ok, và sau khi là chúng ta đã thay toàn bộ bi và chúng ta sẽ lắp vào, thì công việc chúng ta hoàn thành nó sẽ được như thế này. Thì anh em sẽ để ý cho mình là lúc đầu mình tháo ra ấy, thì mình đã đánh dấu ở đây những cái điểm này. Đó, thì khi lắp vào thì anh em sẽ cố gắng lắp sao cho những cái răng này nó sẽ khớp vào những cái vị trí cũ. Đó, thì ở đây mình có đánh dấu nhưng mà khi mình rửa xăng thì nó tòe ra mất rồi. Đó, và trước khi chúng ta lắp cái bộ này lên xe thì chúng ta hãy sử dụng keo. Đây thì mình sẽ dùng cái keo của Liquid Gaket ở đây. Và chúng ta sẽ bôi cái keo toàn bộ lên cái bề mặt tiếp xúc của hai cái mép đó, để cho nó không bị ra dầu. Thì cái keo này nó là dạng cao su non, thì anh em bôi tầm khoảng 2 cho đến 3 phút khi mà cái mặt này nó se rồi thì chúng ta mới lắp lên xe nhé. Còn vừa bôi xong thì chúng ta không nên ốp thẳng vào đây luôn. Đó, thì anh em sẽ để ý cho mình là cái phần argo đây nó phải được đầy đủ nhé. Đó, rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ đi tiến hành là lắp vào. Đó, cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi video của mình. Thân ái, chào tạm biệt.